Đại diện Chữ thập đỏ rất chân thành cảm ơn họ đạo Thánh Tịnh Thân Sơn Quả nói riêng và anh đồng nói chung. Mặc dù thời gian là rất khó khăn cảnh tác, nhưng mà đều với tấm lòng thiện nguyện của họ đạo cũng đã mang đến đây cho quý bà con là 50 phần quà. Mặc dù cái món quà này là nó không có lớn, nhưng mà với tấm lòng thì rất là to lớn. Thì tôi thay mặt và Chữ thập đỏ thì chân thành cảm ơn họ đạo và tất cả các đồng đạo trong cái họ đạo. Một lần nữa, trước thềm năm mới thì thay mặt của Chủ tịch Tòa xã Mỹ An xin kính chúc là họ đạo Thánh Tịnh Thân Sơn Quả và tất cả các đồng đạo trong họ là một năm mới tràn đầy hạnh phúc, hưởng một mùa xuân vui tươi và đạt nhiều thắng lợi mới. Xin chân thành cảm ơn. Truyền hình và phát thanh của quý khách mời là đơn vị tài trợ chính ngày hôm nay. Kính thưa quý vị của đường khách Thông Sinh Quả và kính thưa cô bác bà con nhân dân của Mỹ Kỳ An kính mến, thì qua một năm làm việc rất là cực lực, tuy nhiên thì trong cuộc sống thì nó cũng có những lúc có những nơi có những người cái nguồn thu nhập nó cũng khác hơn. Bên cạnh đó thì được sự tài trợ của anh Đồng Chí, thì hôm nay cấp cho cô bác một phần quà cũng như anh Giang có nói, mặc dù là nó không lớn nhưng mà tấm lòng hết sức là quý báu để cô bác có điều kiện để chúng ta phục vụ trong mấy ngày Tết. Thì trước những phần quà như thế này thì tôi cũng xin phép thay mặt cho chi bộ cán bộ ban nhân tập của Kỳ An vô cùng cảm kích cũng như là rất là cảm ơn cho những chiến cũng như là quý vị của tỉnh đất Thanh Sơn Quả đã có tấm lòng hết sức là cao quý để hỗ trợ cho nhân dân đất Kia cho một cái Tết hết sức là vui vẻ ngày hôm qua. Thì trước khi dứt lời thì cũng không có gì hơn là chúc cho Dương Chiến và gia đình được nhiều sức khỏe và cố gắng làm công tác tốt hơn và làm tốt hơn trong nhiều lĩnh vực. Thì chúc cho quý vị Thân Sơn Quả thì đạt nhiều kết quả trong vấn đề tu hành của mình, và chúc cho bà con của chúng ta năm mới ăn khang thịnh vượng và làm ăn thì phát tài. Xin chân thành cảm ơn. Dạ kính thưa tất cả chính quyền địa phương xã Đại, kính thưa tất cả bà con, thì hôm nay thì mỗi năm thì mỗi lần xuân về Tết đến thì chủ nhiệm có vận động những phần quà để phát cho bà con nghèo á. Thì được sự kết nối của cậu Mười ở đây. Còn mời ở chùa đây là cậu của Chú Chiến, còn mẹ của Chú Chiến ngồi bên kia, mẹ Chú Chiến cũng tu của chùa này. Nên là nói với Chú Chiến là những năm nay nó không có phát quà phát ngay chùa mình. Năm nay thì Chú Chiến được cái một em làm cửa nhôm ở thị trấn Nghệ An gửi cho Chú Chiến là 50 phần gạo. Còn cái phần quà nhu yếu phẩm ở trên á, thì Chú Chiến vận động của anh Tuấn ở bên Mỹ gửi về cho Chú Chiến để phát hôm nay cho bà con. Tuy rằng những phần quà này không lớn, nhưng đó là tấm lòng của tất cả những mạnh thường quân gửi về cho Chú Chiến để Chú Chiến đi giúp cho bà con. Và đặc biệt là mỗi khi xuân về Tết đến, bà con nghèo còn có những phần quà như thế cũng là ấm áp rồi ha. Bây giờ thì thay mặt cho tất cả những người ngồi đây, Chú Chiến cảm ơn các em mà làm cửa nhôm, cảm ơn anh Tuấn, rồi cảm ơn tất cả những mạnh thường quân từ đó giờ đã thương yêu và mến Chú Chiến, gửi những cái phần quà về cho Chú Chiến để giúp cho những hoàn cảnh nghèo ở Việt Nam chúng ta. Một lần nữa thì trước thềm năm mới thì Chú Chiến xin kính chúc tất cả các người địa phương ở đây, kính chúc bà con mình có một mùa xuân ấm áp, đầy hạnh phúc và làm ăn thì phát tài. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Cô đại kính đại một đại ba đại, kính thưa quý chính quyền địa phương sở tại các cấp, kính thưa các anh thì quân tỷ ở chức sắc Thánh Tịnh Thanh Sơn Quả cùng toàn thể quý bà con cô bác đến tham dự hôm nay, thì tôi xin tự giới thiệu, tôi là thường thường là gọi là Mười Lộc, tôi là Mười Lộc, là bổn đạo của Thánh Tịnh Thanh Sơn Quả. Hôm nay nhân ngày thì Tết Nhâm Dần thì có đôi lời gửi đến toàn thể quý chính quyền các cấp và cùng bà con một năm mới tràn đầy hạnh phúc. Kế tiếp thì xin cảm ơn nhà tài trợ chính là Vũ Chiến. Vũ Chiến đây là
đài tiền thanh của huyện Tháp Mười của chúng ta, là cũng là cháu ruột của Mười Lộc, là chị của Mười Lộc, là mẹ Duy Chiến, là cũng là tu ở thánh tịnh này, thì cũng có than phiền Vũ ơi, Vũ Chiến ơi, giờ địa phương chiến cái thánh tịnh này còn nghèo quá, có mà chỗ nào tài trợ mình tặng quà Tết cho bà con để vui xuân đón Tết, Vũ Chiến sẵn sàng giúp đỡ, là trị giá 50 quà, là mỗi một phần trị giá trên 200.000 đồng, là khoảng 200 mấy đó, thì cũng chân thành cảm ơn lòng hảo tâm của Vũ Chiến và lòng hảo tâm của các mạnh thường quân, và đồng thời cảm ơn quý chính quyền địa phương đến đây tham dự buổi lễ trao quà hôm nay. Thì tôi xin đại diện cho thánh tịnh Thanh Sơn Quả rất thân hạnh, rất vinh dự để đón tiếp bà con đến đây nhận quà, là của, nói hồi nãy giờ thì xin, nhưng mà bây giờ là cái này là của Thanh Sơn, thì bây giờ gửi lời cho bà con vui vẻ nhận quà để trước cúng ông bà sao là cái Tết tràn đầy hạnh phúc cho gia đình đó. Thì trước khi tôi dứt lời, xin kính chúc cho toàn thể gia đình gia quyến của các quý lãnh đạo địa phương các cấp cùng bà con nông dân hôm nay đến đây có một mùa xuân an khang thịnh vượng, năm mới tràn đầy hạnh phúc vui vẻ. Chúc cho toàn thể đạo thánh tịnh Thanh Sơn Quả càng ngày càng phấn chấn để lo cho việc đạo. Cuối cùng chúc cho gia đình Vũ Chiến được an lành và có một cái năng lượng rất là cao để chi để vận động cho những cái mà nhà mạnh thường quân cùng cung cấp cho dân nghèo ở địa phương nó nói chung, chứ không phải là nói riêng ở Thanh Sơn Quả hay là Mỹ An. Thì cuối cùng thì xin chúc mừng nữa cho Vũ Chiến bình. Dạ xin hết, cảm ơn. Dạ thưa các bạn, thì sau đây là tới cái phần những phần phát quà nha. Chân thành cảm ơn lời đáp từ của hiện quân Mười Lộc cũng đã khép lại chương trình buổi lễ hôm nay. Trước khi xả nghỉ, chân thành toàn thể đứng lên để có một phút niệm danh hiệu Đức Chúa Tôn. Phút niệm danh hiệu Đức Chúa Tôn. Đây là mẹ mình nè. Đây là mẹ. Đây là vợ mình. Hello. Hello, chào quý anh ba luôn á. Đây là con trai. Nè, chúc Tết đi, chúc Tết ông bà cô chú đi. Thì xin bà con lên đứng phần quà để cho nhà tài trợ chúng ta ghi hình và đồng thời đưa cái phiếu một mời cái gương mời của mình luôn để cho chúng ta mong muốn được con tất cả giờ. Bây giờ cái mỏ một tấc lên. Dạ, rồi sau đây thì anh Dân hội chữ thập đỏ là trưởng nhóm của mình sẽ tổ chức phát cho bà con. Rồi anh Dân sẽ đi lên trên kia, anh Dân sẽ phát nữa. Quá trời bữa nay đắt xô. Đây là chú Năm. Chú Năm ở ấp này là hay là đi với Vũ Chiến nè. Rồi, có những người nào lớn tuổi ginh học không nổi thì nhờ anh em ở đây nha. Từ từ mình đừng có chen, mình đừng có chen. Từ từ đi. Dạ. Không nè, đừng có để ghế nữa, đừng để ghế nữa, phát luôn đi. Dạ. Dạ. Một phát nữa ha. Dạ thưa các bạn, thì đây là chùa mà chỗ mẹ của Vũ Chiến tu á, với cậu của Vũ Chiến nữa, nên lần đầu tiên Vũ Chiến về đây. Chúc chưa? Chúc Tết chưa? Chúc Tết bà con chưa? Chúc Tết ông bà cô chú chưa? Chúc Tết đi. Cầm nó đi, để cầm. Hy vọng rằng cái phần quà năm Tết sau á nó sẽ nhiều hơn Tết này tí xíu. Tại vì năm nay con vận động được nhiêu đây à. Năm sau mình hy vọng là có cái bao lì xì nữa ha mấy cô ha. Năm sau nó cao hơn. Đúng rồi, năm sau cao hơn năm trước. Dạ. Dạ, cô ít lòng nhiều hơn cô ha. Chụp gì? Rồi, để em chụp cho. Dạ thưa các bạn, thì bây giờ Vũ Chiến gặp một người quen là cô Hoạt. Lột khẩu trang cho con coi lúc gài nhà cửa làm sao rồi. Gác đầy nhà luôn chưa? Dẹp được không phân nửa rồi. Dẹp hơn phân nửa hả? Còn bây giờ cô ghi cái này nổi không? Mượn ta chở giùm. Rồi, cô ba con đem ra ngoài cho cô đi, coi cho bà đi cô.
còn bà đến nổi đâu. Như vậy là bữa cùng hộp có là chùa không đem cho cái ông dài mặc vừa chứ không phải như cái ông dài ông bồi về đọt. Vậy là cô cũng hay đi chùa này hả? Dạ đi chùa này. Chùa này về dọn dẹp nhà cửa ăn Tết nha. Dạ. Mai mốt ghé lại quay một cái nhà đầy rác vậy con dọn con buồn á. Dạ. Rồi cô nhận con đi. Cảm ơn nha. Dạ. Dạ. Cảm ơn cô giác cô như cái nói không? Anh Dân bây giờ về rồi, anh Dân chạy xô trên kia cái nữa. Đắt xô lắm. Sao chú Năm? Rồi đưa đi. Mai cầu phụ con. Đúng rồi, có gì đâu mà phải mắc cỡ. Đủ hết chưa? Rồi, bà con mình cứ nhận đi, đủ người là của mình cứ nhận đi rồi. Rồi cứ nhận đi mấy cô. Dạ mấy cô mình cứ kinh. Kinh đi chú. Ở đây có cụ nào già già không kinh không nổi thì để có người phụ nha. Để lên con, kinh để đó. Rồi con lại nhận thầu nữa đi. Đây nè. Bà con nào tới nãy giờ mà chưa vô được thì cứ vô đi. Này thiếu đâu? Chú vô được thành con tiếp hết rồi. Sao vậy? Thôi chú đi tránh nha. Có bị gì không mà kêu không lên hình? Sợ lên hình bị người ta phát hiện hay vậy? Tina phụ con, Tina ghim này nè. Cái đó nặng lắm. Ôi. Gỉnh luôn. Trời ơi. Nặng lắm, bao gạo 10 kg. Rồi đây. Đi luôn. Con ấy nè, con mấy con à. Còn nữa. Để lên đi. Đúng rồi, cái đó là đủ. Cái này là bà con mình chưa tới phải không? Dạ. Rồi, dạ thưa với các bạn thì trong chưa đầy 15 phút là những phần quà đã xong, bây giờ bà con đã ra về rồi. Cảm ơn chú Năm nha. Bây giờ để vô chiếu quay sơ sơ cái chùa cho mọi người xem. Cái chùa cao đài nó sẽ khác hơn cái bên cái chùa Phật. Đây trên đây cái đại sảnh bự nè. Có cái chị đó đang lao nè. Vô cái chùa Phật thì mọi người thấy là toàn là Phật không à. Còn ở chùa Cao Đài thì chủ yếu là thờ, đó là thờ Thiên Nhãn. Ở đây sơ vậy đó. Bên đây cũng có mẹ Quan Âm. Bây giờ thưa quý vị các bạn, video vũ chiến đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các video tiếp theo. Cuối lời thì vũ chiến xin chúc cho tất cả những mạnh thường quân năm mới được dồi dào sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Vũ chiến xin kính chào.